Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên Hùng xin chúc tất cả mọi người anh chị em đang theo dõi kênh YouTube của Hùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc anh chị em năm 2021 có được nhiều thành công và nhiều thành tựu mới trong năm nay. Thưa mọi người, thì như mọi người theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì Hùng đã chia sẻ rằng là trên cơ thể của Hùng thương tật rất là nhiều và có rất là nhiều bệnh. Tại sao mặt Hùng lại mụn miếc nhiều thế này thì nó do vấn đề bệnh tật. Và có một cái vấn đề Hùng phải chịu được 3 năm nay, đó là ở phần bên trái, đầu bên trái của Hùng đây, phần này là Hùng không có vỏ não mọi người ạ. Ở phần bên trái không có vỏ não, nó to bằng cái bát ấy. Bỏ cái bát vào đây là nó nguyên bằng cái bát luôn. Thì Hùng đã có dự định trước Tết cũng khá lâu là sẽ đi làm một cái phẫu thuật là lắp cái vỏ não titan vào. Thì chi phí của nó cũng khá cao, đâu đó khoảng 100 triệu nếu mà không có bảo hiểm. Còn nếu mà có bảo hiểm thì chắc khoảng 20-30 triệu gì đấy. Thì trong quá trình mà làm YouTube cũng như là đi lo các cái vụ án cho mọi người thì Hùng cũng tích góp được một khoản tiền là 20 triệu. Thì ban đầu thì Hùng cũng dự định là sẽ bỏ khoảng 10 triệu để quyên góp ra ngoài tỉnh Hải Dương để hỗ trợ cho bà con, anh chị em, những người mà đang làm công tác hỗ trợ để chống dịch đợt này. Bởi vì là hiện tại là cách cái thời khắc này khoảng 1 tiếng thì tỉnh Hải Dương có chính thức quyết định là cách ly, là nhà nào cách ly nhà đó, thôn nào cách ly thôn đó và huyện nào xã nào cách ly xã đó. Và tình hình dịch theo mình cập nhật thì nó rất là căng thẳng. Thì Hùng đã quyết định là sẽ quyên góp toàn bộ số tiền 20 triệu mà Hùng dùng để lắp cái vỏ não nhân tạo vào đây. Như mọi người biết là trong quá trình sống đấy, nếu mà các bạn mà thiếu một cái vỏ não thì khi nào mà trái nắng trả trời các bạn có thể là bị ngất đi, xỉu đi, lịm đi hoặc là bị ói mửa do ảnh hưởng của thời tiết. Thì Hùng cũng như vậy thôi. 3 năm nay Hùng phải chịu được cái vấn đề này cũng rất là mệt mỏi. Thì nhưng mà Hùng cũng dự định là cuối tháng này, cuối tháng 2 này sẽ bắt đầu đi để khám sức khỏe cũng như làm các công tác khác để bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Bởi vì đến thời điểm bây giờ cũng Hùng chịu đựng cũng rất là mệt. Nhưng mà hôm nay Hùng coi cái trên truyền hình ấy, cũng như là theo Hùng thu thập các cái thông tin thì thấy tỉnh Hải Dương đang gặp cái tình trạng hết sức là khó khăn kể cả về vật chất và về tinh thần. Thì hôm nay Hùng quyết định là Hùng sẽ bỏ 20 triệu này để quyên góp cho tỉnh Hải Dương. Hy vọng với cái số tiền nhỏ nhoi của Hùng cũng sẽ giúp được cho bà con ở ngoài đó một chút gì đó, cũng như là giúp được cho tất cả những người mà đang làm công tác hỗ trợ có được thêm một chút động lực cũng như là cái phần tinh thần để có thể là vượt qua cái thời khắc rất là khó khăn này. Và nhân ngày hôm nay thì Hùng cũng muốn nói với mọi người, đâu đó lâu lâu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta luôn hỏi một câu hỏi và có rất là nhiều người hỏi chúng ta tại sao trong tất cả các cuộc chiến chúng ta đều vượt qua. Và người dân trên thế giới luôn trầm trồ về Việt Nam, không hiểu vì sao Việt Nam lại vượt qua được tất cả những cái thử thách, những cái trận chiến một cách quật cường như vậy. Và người ta thấy được cái tinh thần đoàn kết của mình, đôi khi người ta không thể tin tưởng được, đúng không ạ? Không thể tin rằng mình có thể làm được điều đó. Và ngày hôm nay mình muốn cho thế giới thấy được một lần, thấy thêm một lần nữa, đó là tinh thần đoàn kết của người Việt Nam theo đúng cái câu nói của Hồ Chủ tịch. Một câu nói mà luôn luôn mình ghi khắc trong lòng, đó là đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Và ngày hôm nay thì Hùng không muốn dừng ở cái việc là Hùng quyên góp 20 triệu này cho ngoài tỉnh Hải Dương. Bởi vì thực tâm của Hùng trước giờ làm cái kênh này cũng bởi vì là những cái vấn đề bức bối của xã hội. Và ngày hôm nay nếu như mà mọi người tin Hùng muốn ở từ cái clip này, Hùng muốn kêu gọi tất cả mọi người, những ai đã và đang theo dõi kênh của Hùng và sắp tới theo dõi kênh của Hùng, chúng ta có những cái động thái quyên góp cũng như là ủng hộ đến những nơi mà chúng ta cảm thấy là họ đang rất là cần mình. Hôm nay thực sự là không biết nói thế nào luôn, không biết nói thế nào mọi người ạ. Bình thường Hùng nói chuyện rất là trơn tru nhưng mà đến thời điểm bây giờ Hùng cũng không biết là phải nói thế nào. Nhưng thông qua clip này Hùng muốn kêu gọi mọi người, chúng ta chung tay, mỗi người góp một chút sức, mỗi người góp một chút tiền của để ủng hộ về nơi mà xứng đáng là cái nơi mà chúng ta có thể hướng về. Và hiện tại Hùng cảm thấy là Hải Dương đang cần những người như các bạn, như các anh chị. Chúng ta hãy dành ra một ngày công hoặc là một chút gì đó, một chút tinh thần và tiền bạc thôi, chúng ta quyên góp ra ngoài đó để cho
những người dân, những người anh em, những người đồng bào của chúng ta, những người đang phải chịu những cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn này có thêm những cái động lực và tinh thần. Và nếu như mọi người tin Hùng, Hùng rất là mong muốn là nếu được Hùng sẽ là nơi cầu nối giữa các bạn đến ngoài Hải Dương. Và cho dù ít hay nhiều, Hùng rất là mong muốn mọi người có thể là quyên góp một chút cái phần của mình để ra ngoài đó, để giúp cho tỉnh Hải Dương nói riêng và các cái tỉnh đang bị dịch nói chung. Và nếu như mọi người tin tưởng Hùng, Hùng sẽ để tài khoản của Hùng ở đây và ở phần mô tả nữa, mọi người có thể chuyển tiền vào trong đó và Hùng sẽ là cầu nối giúp cho mọi người gửi cái số tiền đó về đúng nơi, đúng chỗ. Và cái tài khoản này thì Hùng xin phép nó là một cái tài khoản trắng, thì Hùng sẽ đi sao kê rõ ràng. Và cái chiến dịch quyên góp này Hùng sẽ quyên góp cho đến khi nào hết dịch thì thôi. Nên là cứ khi các bạn quyên góp vào, Hùng sẽ đi sao kê cứ 5 ngày một lần. Và 5 ngày Hùng sẽ chuyển một lần tiền ra ngoài tỉnh Hải Dương. Và Hùng sẽ cố gắng kết nối với ở ngoài đó. Và Hùng đã làm việc với lại các anh em ở ngoài đó, cũng như là với các đơn vị nhận cái tiền quyên góp ấy, thì Hùng sẽ công khai minh bạch cái phần tiền này. Thì cái phần tiền 20 triệu của Hùng kèm với cái số tiền của các bạn sẽ được chuyển vào sau 5 ngày nữa. Nghĩa là Hùng sẽ quyên góp ở trong cái quá trình này luôn, đến khi nào hết dịch. Và cứ 5 ngày Hùng sẽ sao kê một lần để gửi tiền và công khai minh bạch về cái số tiền này. Và Hùng nghĩ cho đến thời điểm bây giờ, với cái thời gian mà Hùng làm đến bây giờ, cũng như là cái uy tín của Hùng cho đến bây giờ chưa có một cái sứt mẻ nào hết. Hùng tin tưởng rằng Hùng đủ sức để làm cái công việc là cầu nối giữa tất cả mọi người ở kênh của Hùng đến ngoài Hải Dương. Và nhân đây Hùng cũng xin mạo muội xin kêu gọi tất cả các anh chị em đang làm YouTuber, hoặc là những anh chị em là những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, chúng ta có những động thái ngay từ đầu tiên, đừng để sự việc nó cũng đi quá xa chúng ta mới quyên góp, lúc đấy rất là khó. Bây giờ chúng ta cần phải quyên góp cũng như là dồn tổng lực về những nơi mà đang gặp khó khăn nhất. Và video này Hùng cũng không có dài dòng như các video khác, thì Hùng cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong thời gian vừa qua đã có những cái sự ủng hộ đến cho Hùng, và đặc biệt luôn luôn tin tưởng ở Hùng. Và hôm nay Hùng mang cái sự uy tín, cái tin tưởng đó để kêu gọi những cái mà Hùng cảm thấy là nó đúng cái tâm của mình. Có rất là nhiều người hỏi là tại sao anh lại làm thế này, lại làm thế kia, những cái công việc mà bao đồng như thế. Thực ra là khi mà từ ngay từ đầu tiên, khi mà Hùng xuất phát điểm mở cái kênh như thế này, thì Hùng từ xuyên suốt từ lúc đó đến bây giờ Hùng vẫn là Hùng, vẫn như ngày nào. Và chẳng qua bây giờ Hùng sẽ chín chắn hơn và rõ ràng hơn trong tất cả mọi câu chuyện. Nhân đây thì nếu như có anh chị nào mà nghĩ sai hay nghĩ gì đó thì Hùng cũng không quan tâm được người nhiều nữa. Nhưng nếu mà ai tin tưởng Hùng, có thể là chuyển tiền vào trong này để có thể là ủng hộ, và chúng ta sẽ gửi tiền đồng loạt ra ngoài đó, chứ không có gửi nhỏ giọt sẽ không tạo ra được một cái giá trị nào. Và ngày hôm 15 ấy, thì có một anh ấy gửi 1 triệu đồng cho Hùng, là ghi là ủng hộ kênh vào lúc 14:44 ngày 15 tháng 2. Anh ấy tên là Lê Nhiệm. Không có để thông tin, bất kỳ một cái thông tin gì cho Hùng cả, chỉ là Lê Nhiệm ủng hộ kênh thôi. Thì Hùng xin phép anh Lê Nhiệm là lấy cái 1 triệu này bỏ vào trong cái phần quỹ quyên góp ra ngoài kia luôn. Và rất là cảm ơn anh trong thời gian qua, trong thời gian vừa qua, và cảm ơn tất cả những anh chị em đã luôn luôn ủng hộ mình bằng tinh thần và cả vật chất. Và hôm nay thì xin phép mọi người là Hùng sẽ tạm thời lấy cái số tiền mà để đi lắp cái vỏ não của Hùng, Hùng xin gửi ra ngoài Hải Dương. Và cái công việc mà đi lắp cái vỏ não ở phần bên này chắc là Hùng sẽ trì hoãn thêm một thời gian nữa. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi kênh và luôn luôn hỗ trợ Hùng. Và một lần nữa xin chào, cũng như là chúc tất cả các anh chị em năm mới 2021 có được những thành tựu và thành công mới.